Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật bất ngờ cực chuẩn xác về vận trình cuộc đời của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, biết được mệnh trời, vượt đại hạn, đắc tài phú quý, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, cực giàu có trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng, mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa bởi tâm lý chủ quan đến đâu hay đến nó mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành, tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt. Nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân không có gì cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, cũng như vận trình lưu niên, thì con giáp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2024 tới đây sẽ bước vào năm đại hạn 61 tuổi. Vậy, vận trình trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 có được coi là năm khổ tận cam lai mà được ân trên soi đường chỉ lối, ban cho nhiều cơ hội đổi vận, phát tài, thoát khỏi nợ nần hay không, làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sum suê, tiền vàng nhét chật két. Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay trên Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn là tuổi con rồng và trong 12 con giáp, rồng đứng ở vị trí thứ 5 theo văn hóa người Á Đông. Con rồng là con vật có quyền năng, sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng, thịnh vượng. Hơn nữa, Giáp Thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình. Nhờ vậy, Giáp Thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của Giáp Thìn. Mệnh phúc đăng hỏa hay còn gọi là rồng lửa, trong 12 con giáp thì con rồng là con vật hùng mạnh, được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị, vì vậy Giáp Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Giáp Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu, xây dựng lý tưởng riêng cho mình,
đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách của Giáp Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, Giáp Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng cuồng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Giáp Thìn là con người rất cao ngạo, họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất mút trời, nhưng bên trong họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Giáp Thìn có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề, bởi vậy trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Giáp Thìn là người tôn trọng chữ tín, một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Giáp Thìn thông minh, nhanh nhẹn, họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi, họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Giáp Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn, càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được. Giáp Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Giáp Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Thực chất họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Giáp Thìn sau này dù không làm lãnh đạo, chức cao thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn thì đừng trông chờ họ sẽ bộc lộ gì nhé, vì bản chất của họ là không thích thể hiện tình cảm. Chính vì thế, những người tuổi Giáp Thìn thường sẽ không kết hôn sớm vì họ không thích sự ràng buộc cả trong công việc lẫn hôn nhân. Người tuổi Giáp Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp, cứng đầu, không phải ai nói gì mà họ cũng nghe và cũng tiếp thu, thế nhưng bù lại. Họ làm gì cũng rất cẩn thận, gặp chuyện gì cũng có thể tiến về phía trước, không chút do dự, đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Giáp Thìn thường là người độc đoán, khắt khe, nên khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ để lại một ấn tượng giống như đạo chúa vậy đó. Họ nắm bắt sự nghiệp rất nhanh nhạy, không làm chuyện xấu thì thôi, chứ một khi họ làm chuyện xấu, họ cũng sẽ trở thành những thủ phạm thật sự thiên tài. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn đó là tiếp cận vấn đề muộn, thế nhưng giải quyết vấn đề lại rất sớm vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối sống giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Họ có tư hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ. Ngoài sự sáng suốt, Giáp Thìn còn mang năng lượng tích cực, nên họ thường rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng khi giúp đỡ người khác thì luôn vô tư hết mình. Nam mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cát đại lợi. Nam mệnh Giáp Thìn được hưởng số vinh hoa, phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mệnh có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nói về phụ nữ tuổi Giáp Thìn thì không cần phải bàn cãi, họ thực sự có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn, ở đây không phải là họ xinh đẹp, sắc sảo, tuyệt trần, mà khi sinh ra, họ đã có một sự thu hút lạ kỳ, cũng có thể là do lời ăn tiếng nói của họ cũng nên. Với những gì mà trời ban cho, không những tốt về phương diện tình cảm, mà sự nghiệp cũng thăng tiến một cách dễ dàng, nữ mệnh tuổi Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh, tiền bạc sáng lạn, rộng mở ở cả tiền vận và trung vận, cho đến hậu vận được thảnh thơi, hưởng phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bước sang năm 2024, tuổi Giáp Thìn tiến vào năm tuổi hạng 61, vừa gặp hình thái tuế, vừa gặp hạn tam tai, nên công việc làm ăn có biến động khá lớn, thường gặp nhiều khó khăn, trục trặc, nhất là khi bắt đầu khởi sự, làm gì cũng một mình gánh vác, ít nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh,
buôn bán bất lợi, có thể gặp thất bại đổ vỡ, rồi liên đới tới gia đạo, vợ chồng lục đục, sức khỏe theo đó cũng giảm sút. Nếu vẫn muốn mở rộng công việc làm ăn, cần tính toán cẩn thận, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh việc mất tiền, thất thu. Người xưa có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cũng là vì lý đó, cho dù bản thân Giáp Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt, thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn, mang tính khách quan của thời cuộc, một số ít có thể rơi vào trạng thái u uất, chán trường. Điềm báo tử vi cho thấy, thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 có thể khó khăn chồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện. Nhưng nếu chuẩn bị tốt thì vận trình sẽ không quá tệ, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến công sức của bản mệnh được ghi nhận, cuối cùng đạt được kết quả tốt, kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng. Vậy nên, dù bạn đang đương đầu với sóng gió lớn cỡ nào, cũng đừng vội nản lòng. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Trong tháng 3, 4 âm lịch này, công việc của người làm công không có quá nhiều thay đổi, nhờ được thiên ấn và tỷ kiên hay các thần chiếu mệnh, nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Trong nguy có cơ, thời điểm 2 tháng này tuy gặp khó khăn, nhưng nửa cuối năm vươn lên đạt được thành quả nhất định. Hai cát thần này khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, thôi thúc động lực phát triển, cũng như khai triển ý tưởng táo bạo. Chính điều đó, bạn được lãnh đạo đánh giá cao, tăng cơ hội thăng tiến. Với nhóm người làm tư, làm chủ công việc, thì việc làm ăn lại có khá nhiều biến động, đa phần nhiều thách thức hơn trước, đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất, như ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, vấn đề lạm phát, giá cả. Theo đó, nhóm này không nên mở rộng quy mô làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong năm, bởi dễ chủ về gặp khó khăn, tiêu tán tiền bạc, sau bỏ dở giữa chừng hoặc có kẻ phá hoại. Nếu khởi nghiệp nên đi từng bước, chậm rãi thăm dò biến động thị trường và xây dựng nền tảng vững chắc, tránh nóng vội kiểu dễ bị thua lỗ, phá sản. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Dự báo tài chính của tuổi Giáp Thìn trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024, theo tử vi dự báo, việc kiếm tiền của Giáp Thìn vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thậm chí cả những cạm bẫy về tiền bạc. Cục diện trực thái tuế và họa tam tai cảnh báo, cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt, nhất là những người làm kinh doanh. Buôn bán sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận vẫn chưa thực sự ổn định, lại thêm có hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con rồng cần đề phòng mất tiền, mất của, đầu tư kinh doanh trong năm phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi Giáp Thìn cần chậm lại một chút để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc cho vấn đề về sức khỏe. Bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích. Để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều, hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tử vi tháng 3, 4 âm lịch 2024 nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Giáp Thìn cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần sa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống, Giáp Thìn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe thường ngày, nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức của mình. Chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2024 này, đặc biệt là tháng 3 và tháng 4 âm lịch, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất, nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển. Còn nếu làm việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân. Đặc biệt, bạn được cảnh báo nên kỵ sông nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như làm nhà, sửa nhà, cưới hỏi
đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến mọi chuyện đổ bể, gặp xui xẻo. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024. Thái tuế rất bất lợi cho người độc thân, tình cảm nhiều giang dở, bẽ bàng, người gặp nhưng không ở lại với các cặp vợ chồng. Tâm lý bất ổn của bạn có thể ảnh hưởng và gây khó chịu cho nửa kia, khiến căng thẳng leo thang, tranh cãi thường xuyên nổ ra, thậm chí đứt gánh giữa đường. Vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui, tránh tạo mâu thuẫn, hiểu lầm mà làm tình cảm bấy lâu bị xấu đi, hạnh phúc gia đình cũng không được trọn vẹn. Tiếp theo sẽ là phần luận hung cát từng tháng âm lịch, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch 2024 của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong tháng 3 âm lịch này, vận trình của Giáp Thìn khởi sắc, đón không ít hỷ sự, nhìn chung, công việc tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức, tăng lương rõ ràng, bạn cần chủ động nắm bắt sự nghiệp, sẽ có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao, tuy nhiên, thái tuế trên đầu có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra, nên học cách khiêm tốn. Tài vận khởi sắc mạnh, cả chính tài và thứ tài đều tăng, thu nhập khả quan, vận may tài chính trong tháng rất lớn. Bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số, nhưng vì ảnh hưởng cục diện tự hình, bạn tự tạo áp lực, đau đầu vì tiền bạc. Về tình cảm, quan hệ vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ, có điều kiện thì nên đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương nhé. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây được coi là tháng tốt trong năm, tháng này xuất hiện quý nhân, bạn xử lý tình huống cấp bách, nên thiệt hại về tiền bạc không đáng kể, nhiều Giáp Thìn sẽ có thêm nguồn thu nhập phụ, tiền bạc không quá khó khăn. Sau đây sẽ là vận hạn 2024 và cách hóa giải hạn 5 tuổi cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Giáp Thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh trong năm 2024, tuổi Giáp Thìn nữ mệnh gặp sao Thái Dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh chói lọi ngập tràn ước mơ. Thái Dương là cát tinh mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh cho bản mệnh. Năm gặp này chiếu thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn địa võng, Giáp Thìn nữ mệnh nên hạn chế xuất hành xa trong năm 2024, kẻo gặp tai ương bất ngờ, nhẹ thì mất tiền qua loa, nghiêm trọng có thể nguy hại tính mạng. Ngoài ra, gặp hạn này cần đặc biệt lưu ý vấn đề xã giao, đừng ăn nói hàm hồ mà vướng họa thị phi, thậm chí là kiện tụng cửa quan, gây hao tài, mất uy tín. Tiêu kết, may mắn được các tinh đồng hành, nên nữ mệnh Giáp Thìn có thể đón nhiều điều yên vui và hạnh phúc trong cuộc sống, mọi thứ diễn ra đều đều, ít điều phải lo nghĩ, kinh doanh buôn bán cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm dễ gặp hạn về xã giao, chớ nên ăn nói bừa bãi mà rước thị phi vào người. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Theo phong thủy, đeo đồ phong thủy, bản mệnh có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh, ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân nên hành xử khiêm tốn, đặc biệt, cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Cách hóa giải hạn địa võng. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa, sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly, xa cách,
Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Giáp Thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm nay, Giáp Thìn nam mệnh gặp sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới, có câu nam La Hầu, nữ kế đô. Ý chỉ đây là sao hạn nặng với tuổi Giáp Thìn nam mệnh trong năm 2024. Sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ngoài ra, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, trong năm có sao hạng nặng chiếu, tuổi Giáp thì nam mệnh làm ăn không thuận lợi, dễ vướng thị phi, tranh chấp, thư kiện, tiền bạc hao tổn nhiều, sức khỏe giảm mạnh, thậm chí mắc bạo bệnh, cần đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay tai nạn bất ngờ. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa, xui xẻo có thể xảy ra. Bản mệnh nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapira. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc, sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu bia, thuốc lá. Về tinh thần, cần hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính, hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp Giáp Thìn gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đỏ vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng màu đỏ giúp tuổi Giáp Thìn phát huy cao độ khả năng làm việc của mình. Bạn sẽ có những suy nghĩ thực tế và làm việc chăm chỉ hơn, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới. Để giảm thiểu rủi ro, bạn cũng duy trì được thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng, từ đó xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp, hoàn thành tốt các công việc nhóm. Màu tím vượng tài lộc. Màu tím giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình, ngay cả khi phải đối diện với tình hình khó khăn chung, có thể bạn vẫn sẽ phải vất vả và tốn rất nhiều công sức, nhưng thu nhập sẽ được cải thiện. Màu vàng vượng tình duyên. Màu vàng tác động đến tâm trạng, cảm xúc của Giáp Thìn, giúp bạn trở nên kiên nhẫn, bao dung hơn với nửa kia. Khi vợ chồng tăng cường trao đổi, giao lưu, thấu hiểu nhau, thì khó khăn nào cũng vượt qua, mối quan hệ sẽ lâu bền. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Giáp Thìn là màu đen, xanh lục. Màu này khiến người tuổi Giáp Thìn trở nên bất cẩn, tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay, gây tác động tiêu cực đến tài lộc. Khi rơi vào tình huống khó khăn, bạn cũng trở nên nóng nảy, bạo lực, dẫn đến xô xát với người khác, thậm chí nghiêm trọng, còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964
ở tuổi 61. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già. Cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất, ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp, người ta tôn trọng người già và yêu trẻ. Thực ra, ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà đức độ của người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng, tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng, có như thế thì ngay cả khi mất đi, cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm, chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt. Đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già, không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.